Các bạn thân mến, đối với dòng loa CAVS, một thương hiệu của Mỹ mà chúng tôi đang phân phối, đây là một trong những dòng loa full có mức giá rất là hợp lý. Thì các bạn thấy đây là mẫu CAVS S7 và nó có cả S7 Pro. Thì đây là CAVS S7. Đây là mẫu loa mà tôi đang chuẩn bị đóng để gửi cho một bác khách ở Ninh Bình. Thì tôi đã nhận được tiền của bác rồi và bây giờ chúng tôi sẽ gửi hàng. Các bạn nhớ là đối với thương hiệu CAVS ở Việt Nam chúng ta, những năm gần đây được anh em yêu thích bởi hai lý do. Một là giá thành sản phẩm rất mềm, và thứ hai nữa là về mặt chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Các bạn khi phối ghép với các dòng đẩy và các dòng vang thì các bạn có thể sử dụng vang cơ hay vang số đều được. Tuy nhiên thì các bạn để ý vào cái tiếng bass của những cái dòng hàng chính hãng, nó rất là mềm xuống sâu. Còn đối với những mặt hàng sao chép thì tiếng bass của nó sẽ không xuống được. Tức là các bạn có ghép có chỉnh thế nào thì chỉnh, nhưng mà tiếng bass của nó sẽ không xuống được sâu, tức là cái dải tần số đáp tuyến của nó hẹp. Cho nên các bạn hát cũng cảm thấy giọng hát của mình rất là khô và cứng. Thì các bạn đến với chúng tôi để sở hữu được những dòng sản phẩm chính hiệu, và các bạn sẽ nhận thấy ngay khi âm thanh phát ra đã tạo ra một sự khác biệt rồi. Đó là đối với những dòng sản phẩm CAVS chính hiệu, một thương hiệu của Mỹ mà chúng tôi đang phân phối. Đối với model CAVS S7 này thì hiện nay tôi đang có cả hàng S7 Pro, các dòng XB12 Pro và các dòng XS12 cũng đều có hàng cả. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chính xác nhất từ phía chúng tôi, nó phù hợp với mức tiền đầu tư của các bạn, nhưng có thể sẽ có được những sản phẩm rất là tuyệt vời. Cặp này thì chiều nay tôi gửi cho một bác khách ở Ninh Bình. Thì đối với dòng CAVS này thì các bạn có thể dùng ngay những cái con đẩy của chính hãng luôn. Đặc biệt là hai cái model này thì các bạn hôm nay có hỏi tôi là có rất nhiều cái model của CAVS nhưng tại sao thì tôi giới thiệu chủ đạo là hai cái mẫu này. Thì đối với hai model này là những cái dòng nó vừa tiền nhưng lại đánh được đa dạng các dòng loa. Đặc trưng của những đẩy CAVS là ăn ít điện và chạy êm ái, ít nóng, và đặc biệt là dễ phối ghép với nhiều dòng loa. Thì các bạn nhớ là trên thị trường hiện nay thì các dòng đẩy cũng khá là phong phú đa dạng. Tuy nhiên kiếm được một chiếc đẩy mà đánh được nhiều dòng loa không sợ nó kén thì chúng ta phải nghiên cứu rất là sâu. Và sau một thời gian tìm hiểu thì tôi nhận thấy mẫu CAVS 2700V ở trên có giá 6 triệu đồng và mẫu X2800 ở dưới có giá 8 triệu đồng. Thì dòng này thổi ra mỗi một kênh là 600W, tức là mẫu 2700V này thổi ra mỗi một kênh là 600W, dòng X2800 này thổi ra mỗi một kênh là 800W, như vậy rất là mạnh. Nhưng các bạn thấy là cái mức giá rất là hợp lý. Nếu như các bạn so sánh với những con đẩy Crown thì các bạn thấy là mức giá chỉ bằng 1/3 so với những sản phẩm của Crown khi mà có công suất đánh ra tương tự, mà các bạn thấy lại rất là tuyệt vời. Nó là một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Thì hiện nay CAVS này nó có hai nhà máy lớn ở châu Á, một nhà máy đặt tại Trung Quốc và một nhà máy đặt tại Hàn Quốc, thì các bạn biết rồi, và đều là do các kỹ sư của hãng vận hành. Các bạn thân mến, đối với cái dòng vang thì các bạn có thể sử dụng vang CAVS này cùng hãng luôn, đó là vang F5000V. Thì các bạn đã thấy tôi test hôm trước rồi, chất âm của cái vang CAVS vang cơ này thì nó khá là mềm mại nhờ sử dụng cái kỹ thuật số, cho nên là khi hát thì các bạn nhầm tưởng là vang số thì nó mềm êm ái như vang số vậy. Thì đấy là một cái đặc trưng. Và xin nhắc lại với các bạn là những cái sản phẩm CAVS các bạn lấy tại cửa hàng của tôi thì tất cả đều bảo hành cho các bạn đầy đủ cả. Nó là hàng nguyên thùng cho nên chúng ta không nói đến chuyện zin gì nữa cả. Đương nhiên là phải zin, phải xịn 100% rồi. Và đặc biệt là cái chính sách bảo hành của chúng tôi. Đấy, khi anh em mua các sản phẩm chúng tôi đều tặng thêm cho các giắc kết nối, dây. Một người thì rất, đối với một người thì nó nhỏ, nhưng mà khi bán được cái lượng khách hàng lớn thì những cái phụ kiện đi kèm cho khách thường không tính tiền, nhưng mà đối với chúng tôi một tháng cũng chi phí một khoản tiền để mua những phụ kiện tặng kèm cho khách.